Ngày 24 tháng 8, đội 6 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, tức PC46 Công an thành phố Hồ Chí Minh, vừa bắt giữ một xe container chứa số lượng lớn hàng điện lạnh nhập lậu vào thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, sau thời gian dài theo dõi, ngày 24 tháng 8, đội 6 PC46 đã tiến hành khám xét xe container mang biển số 71R1039 khi xe này vừa vào bến xe tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra container, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm bộ máy lạnh, tủ lạnh đã qua sử dụng được liệt vào danh mục cấm nhập vào Việt Nam. Lô hàng này được nhập từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh để được tân trang lại rồi phân phối ra thị trường. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm đếm lô hàng để xử lý theo quy định của pháp luật.